bây giờ đâu gì nhá. Về đi trông bọn trẻ con. Hello, em xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào chị Hoa Lung Linh, xin chào chị Phạm Hương. Lắm rồi, hôm nay gặp mọi người rất là nhớ luôn đấy ạ. Các chị vào xem comment cho em biết nha, chấm cho em biết là các chị đang xem live của em nhá. Chưa. Thôi tí nữa mẹ, tí nữa. Chào chị Minh Nguyệt này, chào chị Phương Đông, chào chị Phạm Diệu ạ, chào chị Minh Chu ạ, chào chị Hoa Lung Linh. Xin chào chị Phạm Hương. Các chị comment vào nha, các chị vào xem comment để em biết là mọi người đang xem live của em nhá. Chào Phùng Hiến ạ, chào chị Ngọc Hân ạ, em chào chị Đặng Ngọc Thuận nha, em nhận được hàng chị gửi rồi nhá. Chào chị Nguyễn Thúy Hạnh ạ, chào chị Hồng Lam nha. Các chị đang xem like comment để em biết, để em bảo Châu vẫn còn thiếu rồi không ạ? Cố gắng rồi. Mọi người comment để em biết, để em chào mọi người nha. Chào chị Trà Mỹ Phạm ạ, chào chị Lò Hà nha. Khỏe rồi à, em cũng đỡ nhiều rồi ạ. Các chị vào chia sẻ mạnh lên cho em để em lấy tinh thần like hàng mới hàng đẹp nhá. Lâu lắm mới gặp chị đã khỏe hẳn cho em đỡ nhiều rồi chị Hương ạ. Nói chung là cũng tạm ổn. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Mọi người chia sẻ nha. Chị nào đang xem like chấm một chấm cho em biết, hoặc là comment xin chào để em biết, em chào mọi người nha. Nói ít thôi, anh chị bảo là nói ít thôi đấy. Mẹ thì cũng... nói không nói được, thằng gái phải nói nên là em cũng phải hạn chế ấy, các chị ạ. Mọi người vào xem like, chia sẻ like giúp mình nhá. Hôm nay có mini game nhá, mini mọi game người vào chia sẻ mạnh lên cho em đi ạ. Bệnh này phải kiêng nói đấy, chưa khỏe hẳn đâu chị Hồng Lam ạ. Cũng tạm thôi, người thì khỏe nhưng mà phải kiêng nói này, phải kiêng nói này, cổ ấy. Khỏi rồi hả em, chị Trà Vi Phạm Ly mới đỡ thôi. Nào đúng ra phải kiêng nói một thời gian nữa. Mà sốt ruột quá phải lên like bán hàng cho các chị. Các chị hỏi thăm đây này, cảm ơn mọi người hỏi thăm Ly nhá. Các chị rất là quan tâm Ly luôn. Các chị vào chia sẻ mạnh lên cho em nào mọi người ơi. Mọi người vào chia sẻ ủng hộ em nha. Trà Vi Phạm, các chị vào xem chia sẻ nha, chào Nữ Mi nha, chào Thao Hoàng nha. Mọi người ơi vào xem chia sẻ like, xem mini game nào. Hôm nay có váy xinh để tặng các chị nhá. Mọi người chia sẻ lên 100 view thì Ly tặng váy cho các chị nhá. Dạ em cảm ơn chị Hoa Lung Linh ạ. Mã này là hot nhất luôn, váy cánh tiên là mã này là shop vừa mới lấy về. Hot nhất luôn để tặng, dành tặng cho các chị, có 2 màu, 3 màu cả chấm bi nữa. Đấy, chiều nay có chấm bi vàng bán không? Ly làm mẫu cho mẹ nói. Ừ, mẹ nói lại chậm quá cậu ạ. Vậy là mẹ đang bóc lột sức. Đúng rồi, bóc lột sức lao động của con cái đấy. Nhưng mà cũng nghỉ lâu rồi, sốt ruột quá. Xin chào mọi người nha. Chưa khỏe hẳn đâu chị Phan Thị Thanh Lan ạ. Đỡ thôi. Nói chung là người thì nó cũng không còn yếu lắm, nhưng mà kiêng nói này, giọng này, với lại người nó thật ra mới mổ về nó cũng không được khỏe lắm. Chào Hà Dương, chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi vào xem like, chia sẻ mã váy siêu xinh này, váy xinh nhất này, rất là đẹp luôn đấy, mã váy cánh tiên hàng đẹp này để tặng mọi người nhé. Mọi người chia sẻ like ạ, dành mấy phút đầu tiên chia sẻ like nhá, tăng view lên 100 là Ly tặng các chị nhá. Bán váy 29k vô nói không nói duyên, mẹ vô duyên nói không duyên, đúng rồi mẹ vô duyên lắm, nói kém không nói được. Nhưng mà lâu không gặp các chị buồn lắm ạ. Ly đỡ thôi Nữ Mi ạ. Ly chưa được khỏe lắm, sốt ruột quá lên like. Chào chị Nguyễn Thị Ánh Duyên nha. Mọi người ơi, mọi người xem like, chia sẻ like nhá. Tăng view lên 100 view là mình tặng váy nhá. Hôm nay tặng váy cho các chị ạ, dành ra một ít thời gian để tặng váy. Chào Hạnh Pham. mà bonbon mẫu váy của bé đang mặc bao nhiêu kg vừa? Mẫu váy của Ly thì từ 53 cân đổ lại nhỉ? Màu vàng với màu đen thì 53, màu đen thì 54, màu đen năm nay cái chị đến 54 55 cân, 55 cân chị vẫn vừa. Mai có chị đến chị mua đấy điểm với màu đen. Đẹp lắm mọi người nhá. Chấm bi thì từ 46 47 cân đổ lại là vừa nhá. Mọi người comment váy 29k kèm số điện thoại mọi người ơi. Váy 29k kèm số điện thoại và cùng với là chia sẻ bao nhiêu lần để mình biết để mình chốt nhá. Váy 29k kèm số điện thoại ạ. Và chia sẻ lên các hội nhóm cho mình nhá. Mọi người chia sẻ bao nhiêu lần thì comment được số lần chia sẻ ở đây để mình biết nhá. Váy này các chị mà mặc đi chơi đi biển thì thực sự váy này đẹp lắm, chất của nó đây. Mọi người xem. Chất con lụa cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Rất là xinh luôn. Đó, các chị chọn màu luôn, váy 29k các chị. Anh Nhi đi bảo ở bố về rồi đấy. Rồi ok, em nhìn thấy chị Ngọc Hân ạ. Rồi ok, em cảm ơn chị Ngọc Hân đã chia sẻ. Anh Hoa Thanh Hoàng váy 29k, mọi người chia sẻ bao nhiêu lần lên các nhóm trang chợ. Đồng thời ấn nút theo dõi Facebook Lương Thị Quyên nhá. Để ở chế độ xem trước ạ. Các bạn chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các hội nhóm nhá. Để mình chốt váy đây ạ, váy rất là xinh luôn nhá. Em cũng đỡ váy rồi 29k đấy ạ, váy 29k kèm màu kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, chia sẻ lên tăng lượt view lên 100k để đi chốt váy 29k cho các chị nhá. Hôm nay tặng rất là nhiều mã váy xinh luôn. Đã tặng là phải tặng hàng đẹp luôn ạ. Mọi người kèm số điện thoại và chia sẻ đi ạ. Tigon Liễu, chào bạn nha. Đây ạ, những cái mã váy này siêu xinh luôn. Bong bong 29k, các bạn chia sẻ bao nhiêu lần rồi comment vào để mình biết nhá. Bao nhiêu lần lên các hội nhóm và lên trang cá nhân ạ. Bán váy đấy bao nhiêu bạn? 57kg cao 1m60 không? Con Bon ơi, 57kg cao 1m60 thì bạn mặc màu vàng hoặc màu đen thì là ok nhá. 57 cân trong màu đen với cái hoa này, hoa váy bèo này rất là xinh luôn ạ. Mọi người chia sẻ ạ, mọi người chia sẻ kèm số điện thoại nha, kèm bao nhiêu lần đã chia sẻ lên các hội nhóm nhá. Váy bi 29k, đúng rồi ạ, váy bi 29k kèm số điện thoại và kèm bao nhiêu lần chia sẻ nhá. Chị còn đơn nhà em chị chọn thêm rồi gửi nhé, chị Phan Thị Thanh Lan rồi. Ok Phan Thị Thanh Lan nhá. Em chọn thêm gì rồi mai mình gửi luôn nhá. 29k vàng, đúng rồi mọi người ơi, ai lấy màu gì thì chia sẻ. Kiều Diệu, Kiều Nguyên chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi ạ? Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ bao nhiêu nhóm thì comment vào đây để shop biết, để shop chốt hàng 29k cho mọi người nha. Em số lần chia sẻ là bao nhiêu rồi? 29k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm số lần chia sẻ nha mọi người nhé. Nhanh lên ạ. Mọi người ơi, nhanh lên nha, chia sẻ giúp mình nha. 29k kèm màu, kèm số điện thoại, toàn những cái mã váy rất là xinh luôn. Chào Hồng Hoàng, Hoàng Hồng ạ. Chào tất cả mọi người nhá, mọi người chia sẻ đấy ạ, chia sẻ lên 100 view nhá. Chào Hoài Hợp nha, chào Thảo Tây ạ. Chào Hoa Lung Linh, chia sẻ hơn chục nhóm rồi. Có ai chia sẻ nhiều hơn Hoa Lung Linh hơn 10 nhóm không ạ? Màu vàng bao nhiêu các mã váy này nhá, bây giờ là đang bán váy 29k. Ngọc Hân chia sẻ 6 lần trên các chợ và 3 lần trên trang cá nhân, đúng rồi ạ. Chia sẻ nhiều lần lên các nhóm chợ và 3 lần, ít nhất 3 lần lên trang cá nhân ạ. Nào mọi người chia sẻ nào, các chị nhanh tay chia sẻ giúp em các chị nhá. 29k kèm màu kèm số điện thoại nhá. 63 view rồi ạ. 110 xem nhá. Một lát nữa là lên 100 là các chị có thể chọn màu tùy ý nhá. 29k ạ. 29k nào. 29k kèm số điện thoại kèm màu đấy mọi người ơi. Lên các nhóm chợ giúp em đi ạ. 66 chị đang xem rồi ạ. Mọi người cố gắng đẩy view mạnh lên cho em một chút nhá. Các chị yêu quý em thì chia sẻ ủng hộ em nha mọi người nha. Đẩy view lên 100 người xem em sẽ chốt váy 29k dành các chị nào chia sẻ nhiều nhất lên các trang chợ này. Nào các chị nào nhanh tay nào, chỉ còn một chút mọi người nhanh tay chia sẻ ạ. Đã hơn được 60 mấy lượt view rồi ạ. Mọi người chia sẻ lên 100 lượt view đi ạ. Vâng ạ, Ngọc Hân chia sẻ 29k.bi ạ. Rồi ok nha các bạn, chia sẻ lên 100 lượt view là mình chốt nha. 100 lượt view là mình chốt ạ. 29k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm lần chia sẻ. Mọi người chia sẻ bao nhiêu lần thì comment vào đây cho mình biết là số lần chia sẻ của mọi người nha. 80 view rồi mọi người ơi, 80 view rồi ạ. Chỉ còn 20 chị nữa, 20 chị nữa. Các chị cố gắng ạ, cố gắng chia sẻ lên 20 lượt view nữa là treo chốt váy 29k. Hôm nay mình chốt rất là nhiều mẫu váy để chị ân các chị nhá. Các chị đã quan tâm 42 cân là vừa, 42 cân ạ. Các bạn những váy này các bạn từ 40 đến 55 cân nhá. Những mã váy này các bạn từ 40 đến 55 cân. Riêng mã váy đen thì các bạn từ 55 56 cân mà cũng ok. Chị ơi em chia sẻ nhiều rồi. Ti Khánh chia sẻ bao nhiêu lần rồi ạ? Chia sẻ 45 nhóm rồi. Kiều Nguyễn chia sẻ 45 nhóm rồi thì chia sẻ bao nhiêu lần vào đây? Các chị ơi chỉ còn một chút kèm thôi, còn 10 chị ạ. 10 chị nữa, để em chốt nào. Còn 10 chị ạ. Kèm chia sẻ bao nhiêu lần mình comment vào đây để shop biết nhá. Với lại kèm màu à, váy kèm màu kèm số điện thoại nhá. Ok, các chị ơi lên còn đến 98 người xem rồi ạ. Các chị comment ạ. Các chị comment để chia sẻ để mình chốt nhá. Số điện thoại 29k kèm màu kèm số điện thoại ạ. Cùng với số lần chia sẻ nào, chị nào chia sẻ nhiều nhất nào để mình kiểm tra nha. Các chị ơi chia sẻ mạnh lên để em chốt nào. Chị nào chia sẻ nhiều nhất ạ? Chị nào chia sẻ nhiều nhất comment số lần chia sẻ vào để em chốt nhá. Mình chốt đi, mình chốt cho các chị nào. Chia sẻ đi các chị ơi, comment số lần chia sẻ này. Số lần chia sẻ nhá các chị nhá, kèm màu kèm số điện thoại ạ. Riêng chấm bi này thì các bạn từ 45 46 cân đổ lại nhá, bởi vì mình còn một size nhỏ nhất. Đấy, màu đen thì các bạn từ 55 cân đổ lại mặc là ok, còn các màu hoa vàng. Màu nào, hoa vàng. Mọi người ơi comment mạnh lên nào. Các chị comment mạnh lên để em chốt bất kỳ nào các chị ơi. Comment mạnh lên đi nào mọi người ơi, comment mạnh lên nha. Nào các chị vào sau chưa chia sẻ ạ. Các chị vào sau chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ để em chốt nào các chị ơi. Các chị vào sau đã chia sẻ chưa ạ? Em sẽ dành ra 1 phút nữa cho các chị chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ đi nào. Cho các chị chia sẻ đi ạ. Nào dành cho các chị chia sẻ, comment dày lên ạ. Comment dày lên để em có thể chốt nhá các chị nhá. Cơ hội chúng sẽ càng cao nào mọi người ơi. Cố gắng nào, chia sẻ một chút nữa nào. Trên trang các trang chợ và 3 lần. Em bắt đầu chốt này các chị này. Em bắt đầu chốt này, mọi người comment số điện thoại đi ạ. Comment số điện thoại để em chốt nào. Comment màu kèm số điện thoại để đi chốt nhá. Màu kèm số điện thoại đi các chị ơi, màu kèm số điện thoại nhá. Các bạn chỉ là dưới 45 46 cân ạ, còn các màu thì các bạn trên 50 cân mặc ok hết nhá. Nào màu kèm số điện thoại cho em đi các chị ơi, màu kèm số điện thoại để em chốt này. Nào chốt cho các chị nha. Màu kèm số điện thoại ạ. Chị nào may mắn nào, chị nào may mắn nào mọi người ơi, chia sẻ mạnh lên cho em nào. Váy 29k kèm màu kèm số điện thoại nhá. 29k kèm màu kèm số điện thoại ạ. Ngoài thị trường bán 200 mấy luôn, nhà mình thì bán sẽ rẻ hơn, các bạn yên tâm nhá. Nếu mà không bắt được váy thì các bạn mua được giá sẽ cực kỳ. Các bạn chia sẻ nào. Chốt bất kỳ nào. Cho các chị đi. Chốt nào để không mất thời gian của các chị. Chị nào đây ạ? Chị nào đây nào? Chị nào đây? Chị Ngọc Hân, chị Ngọc Hân đã chia sẻ chưa ạ? Chị Ngọc Hân đã chia sẻ. Em sẽ kiểm tra chị Ngọc Hân nhá. Không thì là chuyển cho chị khác nhá. Nhớ là chia sẻ ở chế độ công khai nha các chị nha. Chị Ngọc Hân này. Chốt cho chị Ngọc Hân. Các bạn tiếp tục chia sẻ đấy ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ nào. Lại bán váy tiếp nhá. Hôm nay mình để ra đây ạ, chị Ngọc Hân này. Mấy phút. Chị Ngọc Hân nào, chị Ngọc Hân đã chia sẻ chưa? Chị Ngọc Hân đã chia sẻ chưa ạ? Chị Ngọc Hân rất tiếc là chị Ngọc Hân chưa chia sẻ lên trang cá nhân. Các chị ơi nhớ là phải chia sẻ lên trang cá nhân nha. 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các trang chợ này. Chị Ngọc Hân chưa chia sẻ, em sẽ nhường phần quà cho người khác ạ. Em sẽ chốt chị khác nào. Mọi người vào sau chia sẻ chưa ạ? Mọi người vào sau chia sẻ thì comment cho em biết nào. Em sẽ nhường phần quà cho người khác này. Mọi người nhớ là phải chia sẻ lên các trang chợ và chia sẻ lên trang cá nhân nha mọi người nhé. Ít nhất là 3 lần chia sẻ lên trang cá nhân này, 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các trang chợ này. Nào em tiếp tục chốt cho người khác ạ. Em tiếp tục chốt cho người khác nào. Nào các chị comment nhanh nào, comment nào, comment lên em sẽ chốt 29k này. 150 lại chốt cho các chị tiếp, hôm nay chơi với các chị luôn. Váy siêu đẹp nhá, nhà mình chơi là toàn hàng siêu đẹp. Nào các chị comment dày lên ạ. Comment dày lên, chốt bất kỳ này. Chốt bất kỳ nào các tình yêu ơi, chốt bất kỳ này. Chốt bất kỳ này, chị nào đây ạ? Chị Trịnh Nhung rồi, ok em sẽ kiểm tra chị Trịnh Nhung ạ. Váy vàng ạ, kiểm tra chị Trịnh Nhung luôn nha. Em sẽ kiểm tra chị Trịnh Nhung đã chia sẻ chưa ạ? Nhưng mọi người tiếp tục chia sẻ, lên 150 view mình lại tặng váy tiếp nhá. 150 view ạ. 141 em sẽ kiểm tra chị nào. 41 rồi ạ. Một này. Đến 150 view mình lại tặng váy tiếp nhá. Hai này. Một này. Chị Trịnh Nhung đã chia sẻ đủ 3 lần lên trang cá nhân chưa? Chị Trịnh Nhung mới chia sẻ 2 lần thôi ạ. Mọi người ơi, các chị nhớ làm đủ các bước cho em nhá mọi người nhá. Chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các trang chợ ạ. Chị Trịnh Nhung ở đâu rồi? Chị Trịnh Nhung mới chia sẻ 2 lần ạ. Mọi người tiếp tục comment để em chốt nào. Tiếp tục comment nào. Trang cá nhân ạ. Và 5 lần lên các trang chợ nhá. Nào em sẽ chốt chị tiếp theo này. Mọi người nhớ làm đủ các bước cho em nhé các chị nhá. Đây. Rất là đẹp luôn nhá. Váy này không đẹp là không bao giờ dám gửi cho các chị luôn. Hàng này đều là hàng trăm mấy luôn ạ. Nào mọi người tiếp tục nào. Các chị tiếp tục chia sẻ để em chốt nào. Các chị ơi tiếp tục chia sẻ nhá. Em sẽ chốt người khác. Các chị nhớ làm đủ các bước. Chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân. Chốt ở 100 view còn lên 150 vẫn tiếp tục chia sẻ. Nào 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các trang chợ này. Còn tiếp tục trước chốt. Nào em chốt nào, em chốt chị nào. Chốt hai cái nào. Chị Minh Thảo ạ. Chị Minh Thảo nào. Em sẽ kiểm tra chị Minh Thảo nào. Minh Thảo chia sẻ trước. Chị Minh Thảo đã chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai chưa ạ? Mọi người chia sẻ đi ạ. Mình chốt 2 váy liền luôn nha. Bây giờ view đã lên hơn 150 rồi, mình sẽ chốt 2 váy liền nha. Đây em sẽ kiểm tra chị Minh Thảo nào. 1 lần này. 1 lần nha. 2 lần này. 3 lần. Rồi ok. Xin chúc mừng chị Minh Thảo ạ. Xin chúc mừng chị Minh Thảo đã nhận được phần quà của shop. Minh Thảo là chọn váy gì ạ? Chị Minh Thảo chọn váy màu gì thì có thể inbox nha. Inbox cho em để nhận quà nhé các chị nhá. Mua váy người giá 29k. Váy đen ạ, váy vàng và váy hoa vàng ạ. Chị Minh Thảo nha, chị Minh Thảo đã làm đủ các bước này, chia sẻ đầy đủ này, mọi người này. Mọi người đã lại tụt view rồi, lại xuống 113, tiếp tục lên 150 để mình lại tặng váy tiếp ạ. 150 ạ, rất là đơn giản luôn. Mọi người chia sẻ đấy ạ, 150. Tiếp tục đi các chị ơi. Tiếp tục tặng váy nha, tiếp tục tặng váy nào, lên 150 nhé mọi người nhá, lên 150 cho em đi ạ. 150 view ạ, 150 view mình vẫn tặng váy cho các bạn đấy nhá, bởi vì lúc nãy đã lên 150 rồi ấy, không tặng cho các bạn là rất là làm ngại luôn. Tặng váy cho các chị nhá. Các chị nào mọi người tiếp tục chia sẻ cho em nào. Váy đen ạ, màu đen ạ. Và hoa vàng. Hoa này các chị này rất là đẹp luôn. Hoa vàng nâu rất là xinh luôn. Hoa vàng nâu siêu xinh luôn nha, váy nào rất là đẹp luôn. Chia sẻ nhiều nhóm nữa rồi, ok ạ. Các bạn chia sẻ ít nhất 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các hội nhóm nhé. Đồng thời ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ạ, ở chế độ xem trước nhé. Đây ạ, có một chị đã được tặng váy rồi ạ. Các bạn chia sẻ đã được tặng váy rồi ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ mạnh lên cho em. Các chị ơi tiếp tục chia sẻ. Minh Thảo sau like. Rồi ok, chị Ngọc Thảo đã chia sẻ, em có nhìn thấy đây, chị Hoài Hợp này. Mọi người chia sẻ rất là nhiều ạ. Chị Na Thu này. Rồi mọi người chia sẻ lên đi để mình tiếp tục tặng váy mà lúc nãy đã lên được 150 view rồi, để tặng 2 váy liền cho các chị luôn ạ. Em chia sẻ nhiều lắm rồi chị ơi. Nhắn nhít rồi, mình có nhìn thấy nhắn nhít nhá. Nào mọi người tiếp tục chia sẻ vào các trang chợ, nhóm chợ giúp em đi ạ. Lên 150 view tặng tiếp rồi các chị ơi. Em chị Trịnh Nhung bảo em ơi chị chia sẻ vào trang cá nhân với nhiều nhóm chợ rồi mà. Trịnh Nhung ơi, nhìn thấy chị Nhung mới chia sẻ lên có 2 lần lên trang cá nhân ấy thì nó chưa đủ lượt. Mình đã đề ra như thế rồi thì mình phải làm đúng như thế, không khách mọi người lại không làm chuẩn như thế là không được ấy. Nào các chị ơi chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân ơi. Chia sẻ nhiều lắm rồi. Chị Thao Lê chia sẻ bao nhiêu lần rồi. Hà Linh Đan chia sẻ nhiều lắm rồi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ tiếp đi ạ. Tiếp lên 150 view để chia. Em vừa bán vừa chơi mini game nha các chị nha. Vừa bán vừa chơi mini game để tránh cho các chị chờ lâu. Mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ lên 150 view. Em sẽ chốt váy tiếp theo với giá 29k nha mọi người nhá. Tiếp tục chia sẻ cho em ạ. Tiếp tục chia sẻ nha các tình yêu nha. Em sẽ bán mã váy này đầu tiên này. Váy này đúng ra là 130k. Bán mở hàng 9k thôi nha. 99k dành cho các chị chia sẻ. Mọi người vẫn chơi game nhá. Mọi người vẫn tiếp tục chơi game nhá, lên 150k. Nào bán mã mở hàng 99k dành cho các chị chia sẻ livestream này. Em có chấm bi này các chị này, chấm bi nhá. Đen này các tình yêu này, hoa này mã khác. Vàng này các chị yêu này, 99k dành cho các chị chia sẻ livestream ạ. Riêng cái mã chồng ti này thì dành cho các chị tầm khoảng 46 cân đổ lại nhá, 46 cân đổ lại này. Nhưng mã cánh tiên là mình bán 130, nhưng mà vì các chị chia sẻ nhiều ấy nên mình sẽ bán không có lợi nhuận một tí nào. Bán không lợi nhuận mã này nha các chị nhá. Các chị mua ngoài thị trường không bao giờ dưới 150k đến 180k trở lên nha các chị nhá. Nào chị nào chốt màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nào. 99k nha. Vũ Xuân lấy màu vàng comment màu kèm số điện thoại cho mình nha. Ok, Vũ Xuân lấy vàng cho mình xin số điện thoại. Kiểm tra lại đi Ngọc Hân ơi, tại vì lúc đấy em đã kiểm tra rồi, chị thông cảm giúp em nha. Nếu mà mini game này không trúng thì ngày mai các chị có thể chơi mini game tiếp theo nhá. Mọi người tiếp tục chia sẻ đấy ạ. Ngọc Hân ưu tiên nha. Rồi ok, chị Ngọc Hân mua sẽ được ưu tiên nhé tình yêu nhá. 55 cân mặc được không? 55 cân thì các chị có thể mặc màu vàng và màu đen, mặc ok này các chị này. 55 cân 99k dành cho các chị chia sẻ. Mã chấm bi này thì chỉ từ 46 cân đổ lại thôi ạ. Đây mã chấm bi này thì 46 cân đổ lại nhỏ nhất. Rồi ok, chị nào lấy comment chị Thúy Hà Vũ vàng này, chị Mạnh Hàng đen này, Vũ Xuân vàng này. Rồi ok ạ, em chốt cho 3 người. Mọi người tiếp tục chia sẻ nha, 99k nha mọi người nhá. Mẹ chốt đi 99k nha các chị nha, 99k rất là xinh luôn này các chị này. Váy cánh tiên các chị mua ngoài thị trường không bao giờ dưới 150k. Đấy, hôm nay nhà em bán mã mở hàng rất là xinh luôn. Đây mình thấy họ là bán 180 hết. Đấy, rất là đẹp luôn. Em đổi mẫu nha mọi người nhá. Hôm nay là có quá nhiều mẫu mã đẹp luôn. Mọi người tiếp tục chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Để em đổi mẫu này. Nhanh ơi. Em ngồi đấy chơi. Em cũng phải làm chuyện. Bố về luôn bây giờ. Ai gửi cho cháu tôi nhé, Vũ Xuân. Rồi ok Vũ Xuân ơi. Thấy chị không thấy có, thấy đặng Ngọc Thuận mà. Và đen chị Vũ. Quý Vũ Hà vàng và đen. Nào các chị tiếp tục chia sẻ lên cho em, bán tiếp một mã siêu xinh này. Bán tiếp một mã siêu xinh. Ui mã này xinh lắm này các chị này. Bán đầu là 99k các chị hết. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần. Rồi ok chị Minh Thảo ạ. Các chị mua được váy 29k để em, các chị có thể mua thêm sản phẩm để ngày mai em gửi hàng nhé các chị nhé. Các chị có thể mua thêm sản phẩm để ngày mai em gửi hàng ạ. Nào các chị ơi tiếp tục chia sẻ nào. Tiếp tục chia sẻ nào. Tiếp em bán mã này này các chị này. Mã này cũng xinh luôn. 99k ngày hôm nay dành cho những chị chia sẻ livestream 5 lần nhá. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần. Mã này nha, không đẹp hơn lấy tiền của các chị luôn. Những mã này chất liệu vàng. Mã này các chị tầm khoảng 57 cân quay đầu ok, 57 cân quay đầu ok nha. Từ 45 đến 57 cân mặc ok này các chị có thể nhìn gần nhá. Chất von của nó thì quá đẹp rồi. Đấy. Chất von của nó quá đẹp rồi. Chị nào lấy bi đen thì cho em xin lại số điện thoại này. Bi đen này thì em còn size nhỏ thôi. Các chị 46 cân quay đầu nhá. Bi đen này 46 cân quay đầu này. Váy cánh tiên rất là đẹp luôn ạ. Đấy, các chị ơi xinh lắm. Xinh lắm nhá các chị nhá. Chị lấy bi đen thì cho em xin lại số điện thoại nha. Nào em chốt đến mã này nào các chị ơi. Chốt đến cái mã này. Cũng chỉ với giá 99k trong buổi livestream ngày hôm nay em sẽ bán ưu tiên những chị chia sẻ livestream. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nha. Rồi chị Hường Cherry vàng rồi nhá. 99k nha. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần này. Em có màu trắng và màu hồng nhá. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Bi đen thì em còn size nhỏ. Không em nghĩ em không mặc vừa, các chị tầm khoảng 46 cân quay đầu thôi. 46 47 cân quay đầu. Mã này mặc không bệt vai ok này. Đấy, mặc không bệt vai ok nhá. Trắng Ly ơi không bệt vai được không? Không bệt vai được chị ơi, đây không bệt vai xinh lắm mà chị My. Đấy, hồng với trắng này. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần cho em ạ. Chị nào lấy màu nào comment màu cho em nhá, màu kèm số điện thoại. Váy của nó thì là cái loại von gọi là von gì ấy nhỉ? Không phải von xếp gọi là cái von gì ấy. Nói chung chất von nó đẹp lắm này các chị này. Chất thì mỹ mãn luôn các chị. Chất đẹp mỹ mãn luôn các chị, mua xốp cứ phải là 200-300. Bên trong có chất von lót này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Váy vàng Váy vàng các chị từ 45 cân trở lên, 45 cân trở lên đến khoảng 55 cân quay đầu, ok đẹp. Nhà em hôm nay nhiều mã đẹp lắm nên là các chị đừng vội thoát ra nhá. Mọi người nhớ là theo dõi livestream nhà em quá nhiều mẻ lắm. Nào trắng với hồng nào, chị nào lấy không ạ? 99k thì cho các chị chia sẻ like trắng hồng này. Chị nào lấy màu nào comment màu kèm số điện thoại cho em. Váy chấm bi hôm nay em cũng sale là 99k. 99k nhé các chị nhá, 99k dành cho các chị chia sẻ like ạ. Nào các chị ơi lên cho em mã này nào, lên cho em mã bèo rất là đẹp luôn. Mặc hoa vàng vừa nãy đi gái. Rồi ok, chút xíu em mặc hoa vàng ạ. Có chị nào chốt mã này không ạ? Rồi ok, chị nữ mi trắng nha, em chốt trắng cho chị nữ mi này. Em thử hồng cho các chị xem này. Đẹp lắm nhá các chị nhá, đẹp mê ly luôn. Đấy, người ơi, hồng người các chị nhá, rất là nhiều mã đẹp luôn. Váy nhà em vừa xinh vừa rẻ, các chị có thể nhìn thấy nhá, cái phần eo của nó thiết kế này, thiết kế đai ôm chọn rất là đẹp luôn. Đấy, hồng này, lên cho em mã hồng này các chị ơi, đi biển đi chơi mà quá ok luôn này. Hồng xinh chưa này các chị nào. 99k rồi nha, bao từ 45 cân đến khoảng 56 đến 57 cân mặc ok. Chị nào lấy hồng comment hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Em chốt cho chị nữ mi trắng rồi nhá. Nào có chị nào chốt hồng này không nào? Có chị nào chốt hồng này thì comment hồng cho em nào. Hồng đẹp lắm này các chị này. Ơ chị nào lấy chấm bi này mẹ. Dạ. Có chị nào lấy hồng không ạ? Có chị nào lấy hồng comment hồng cho em để em chuyển mẫu nào. Đây hồng đẹp siêu đẹp luôn này các tình yêu này. Hồng siêu đẹp luôn tôn nhá. Tôn da lắm, mã này mặc lên xinh đẹp cực kỳ luôn, mã này tôn da. Đẹp thích nhở. Mà da dáng váy là này toàn đi bạn nó dài, mặc thoải mái luôn. Đấy, rất là dài luôn, mặc ok luôn. Chị nào chốt hồng comment hồng để em đổi mẫu nha. 99k rồi nha các tình yêu nhá, 99k này. Em qua mẫu ạ. Trắng này là cái gì đây này? Thủy Hà lấy váy nút, lấy màu nút thì chị Thủy Hà cho xin số điện thoại nha. Chị Thủy Hà lấy hồng thì cho em xin số điện thoại nhé tình yêu nhá. Chị thử chấm bi đen. Chấm bi đen mình còn một cái chỉ cho các bạn từ 46 cân đổ lại thôi nhá. Cái này ly không vừa đâu mọi người ạ, ly 50 cân nên không vừa nhá. Chị nào lấy mã này? Các bạn ơi, các bạn lấy màu nào comment màu kèm số điện thoại để mình chốt nhá. Màu kèm số điện thoại ạ. Không miễn phí ship nhá, nhà mình ship 30k trên toàn quốc ạ. Mình hỗ trợ ship ạ. Chỉ thu 30k một đơn hàng cho các bạn nhé. Từ một cái hay 10 cái cũng chỉ thu 30k một đơn hàng thôi ạ. Rất là rẻ luôn bởi vì một đơn hàng của các bạn nếu mà mua một cái ít nhất cũng phải tầm 35k rồi, nhưng 2-3 cái tầm 6, 50, 60k cơ, nhưng mình chỉ thu 30k nhé, hỗ trợ phí ship cho khách đấy ạ. Hồng 99k nha chị Mai Nguyễn ơi, hồng 99k này. 40 cân có vừa chị ơi, 40 cân cả mét bao nhiêu ạ? Nào lên cho em mã hoa trắng này nào, có chị nào cũng chỉ với giá 99k này cho chị Nhã Nhã nha. Đi đen cho chị Nhã Nhã. Nào lên cho em mã trắng là có chị nào mã hoa trắng này. Em chốt bi đen cho chị Nhã Nhã. Nhã chốt bi đen rồi nha. Nào lên cho em mã hoa trắng là các chị nào, hoa trắng này rất là đẹp luôn. Mã hoa trắng này các chị 53 cân quay đầu mặc ok này. 53 cân nhá. Mẹ đơn tăng này em đi. Đấy các chị xem. Chờ bố về đưa đi. Cái mã cánh tiên, bi đen, cái thứ bi trắng, bi vàng này người ta toàn bán 180k hết. Mai cô gửi màu vàng cho cháu nhé. Rồi ok. Chị Lê Hằng lấy cái hồng cho em cái số điện thoại. Thì lên nhà cô lấy hộ cô với. Bà gần thì qua lấy hộ tôi. Lấy cái hồng nghe. Chị Lê Hằng lấy hồng thì comment hồng kèm số điện thoại cho em này. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy cho em nhá. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần này, bán giá cực ưu đãi luôn này. Chị nào lấy hồng comment hồng này. Nào lên cho em mã trắng nơ là các chị ơi, mã trắng nơ nhá. Tất cả các chất lụa này. Mã trắng nơ chất lụa nhá, chấm bi trắng chun. Gấu còn không em. áo chấm bi trắng chun gấu, áo chấm bi trắng con à. Còn chị ơi, còn nha, tí nữa em bán đủ màu luôn nhá chị Vũ Dung Quân nhá. Nào lên cho em ba cái hoa lụa nào, hoa lụa trắng nha các chị nhá, 99k, 99k này. Chị nào lấy hồng comment hồng này, 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần ạ. Lên cho em mã hồng này các chị ơi, hồng nào, hồng siêu đẹp nào. Hồng chị Vân Anh Nguyễn ơi, hồng em vừa mặc mà, hồng em vừa mặc xong, vừa mặc thử hồng rồi. Đẹp lắm, mã hồng này tôn da này, màu rất là nhãn nhã. Mã hồng này tôn da cực kỳ luôn. Các chị nào lấy chị mặc nha. Chị nào lấy hoa em mặc thì comment là hoa trắng kèm số điện thoại. Áo đều đỏ 90k trắng 99k. Ok, chị Vũ Dung Quân cho em xin lại số điện thoại. Chị Trần Luyến, chị ơi các chị ơi lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em ạ. Có cái vải caro em có nha, cái vải caro em đăng nhà em còn không đi hãng gì đang là đều có. Chị Lê Hằng lấy hồng rồi, ok chốt hồng cho chị Lê Hằng này. Chị Luyên Ngân bi trắng này đúng không, đây trắng với đỏ, chị lấy trắng với đỏ, trắng đỏ à. Áo đấy chất đẹp lắm đúng không Quân ạ? Chất áo này đây quá đẹp, cái đỏ rồi đẹp cực kỳ. Đây là chất chéo Thái, chéo Thái, Thái chéo đây ạ. Đây nha, hàng đẹp cực kỳ luôn. Váy vàng 42 cân vừa ạ. Này em chốt hồng cho chị Lê Hằng này. Còn hồng nha các bạn. 0968 0968 này 985 722. Rồi ok, chị nào lấy hồng tiếp tục comment hồng cho em này. Hồng vẫn còn nha các chị yêu nhá. 0968 985 722. Rồi ok chị Lê Hằng. Chị nào lấy hồng comment hồng kèm số điện thoại. Chị lấy màu trắng chấm bi nhé. Chị có lấy màu đỏ nữa không ạ? Chị Vũ Dung Quân có lấy đỏ nữa không? Đỏ rất là đẹp này. Đấy. Chị nào lấy váy hồng thì comment hồng cho em. Áo đỏ bao nhiêu? Áo đỏ là 70k. 70k nhé nhé. Thì nữa em sẽ mặc cái mã này cùng với chân váy cho các chị xem. Lâu cũng phải chờ. Lâu cũng phải chờ một lát. Chị Vũ Dung Quân đấy. Chị nào lấy váy trắng như em đang mặc thì comment này, trắng lụa kèm số điện thoại này. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream nha, để em đổi mẫu hồng. Ngân Nguyễn ơi lấy hồng cho mình xin số điện thoại nha. Chị Lê Hằng này, cái chị đây không? Chị Lê Hằng lấy cái váy hồng vừa nãy thấy. Đây. Chị Vũ Quân Quân có số điện thoại đây rồi. Vũ Quân Quân lấy một trắng. Ly qua mẫu nhá mọi người ơi, ly qua mẫu khác nha, rất là nhiều mã váy đẹp. Ông con mặc cái hoa vàng này cho các chị này, nãy chị các chị bạn cái này đẹp lắm luôn này, cái hoa vàng này có một cái rồi này. Chị nào chốt cái hoa vàng này 99k thật, mình thấy các shop khác không bao giờ bán dưới 150k, đấy là bán trên live chứ nó là ở shop nhá, thật sự luôn. Đây này, cái váy vàng này đẹp chưa, bồng bèo này mà mặc nó suông ấy, đẹp lắm này. Đây nó cắt nơ này, nơ xinh cực kỳ luôn. Rồi ok, mình lại mới đổi số à chị, bò sóc giấy 70k em còn chị ơi, tí nữa em like nha. Sóc giấy mình còn đủ nhá. Chị Loan Phương lấy cái hồng thì cho em xin số điện thoại nhá. Các chị lấy mã này thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Nào các chị ơi, tiếp một đến cái mã váy mà nền đen hoa hồng to rất là đẹp luôn này các chị này. 99k nhá chị nhá, 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần này. Chị nào lấy thì comment đen kèm số điện thoại cho em nhá. Váy vàng 42kg vừa nhá. Váy này cho các bạn từ 40 đến tầm 55 cân. Nào comment hoa đen kèm số điện thoại cho em. Hoa đen kèm số điện thoại này, từ 45 đến 56 57 cân, bao mặc vừa ok, mặc đệt vai cũng được mà mặc không lấy hồng kèm số điện thoại không đệt vai cũng được ạ. Vâng, để tí nữa đợi tí em ngủ xong mẹ. Chị lấy màu trắng chấm bi nhé. Rồi ok Vũ Dung Quân không lấy đỏ lấy trắng. Em ngủ xong mẹ tôi cũng sang nhà em đi nhá. Chị đang mặc bao nhiêu vậy? 99k nha các chị nhá. 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần nào. Váy đen hoa hồng rồi ok, có phải chị Vân Anh Nguyễn không? Chị Vân Anh Nguyễn. Chị Vân Anh Nguyễn cho số điện thoại đi trả. Chị biết là có phải Vũ này. Không quen không? Đây có phải chị Vân Anh Nguyễn kia không ấy? Đấy, không biết. Lâu đấy con mặc nó. Biết cái mã này vẫn còn này. Không, đây. Đây màu hồng. Thúy Hà Vũ, Thúy Hà Vũ. Và các bạn bạn nhận được váy em bảo không đẹp cho trả lại luôn, bởi vì mua 99k một váy này, không ai bán cái váy này như thế thật mọi người. Mình thấy họ toàn bán 180.000. Đây, ở trên live thôi bán 189 luôn. Đây, chất bom đẹp cực kỳ luôn mọi người ạ. Đây, đẹp lắm luôn ấy. Chất con lụa hóa hoa 3D, cái này hóa 3D đẹp lắm. Nào các chị ơi, tiếp một nào, tiếp một mã này. Tiếp một mã bi đen còn không mẹ? Đấy chị đang mặc đây mẹ. Hả? Bi đen đi, phải bi đen đấy. Của chị Nữ Mi lại trong sống mới này. Con ở đâu? Bi đen rồi. Bi đen rồi váy cánh tiên đây. Váy cánh tiên bi đen hết rồi, còn mã này rồi. Bi đen này em còn mã khác. Còn nhiều mã đẹp lắm các chị ạ. Anh lấy màu là váy đen hoa hồng thì comment số điện thoại nha. Thúy Hà Vũ. Đây bi đen còn mã này này chị này. Bi đen tí em mặc mã này cho các chị xem này. Bi đen mã kia em hết rồi nhá. Thì đấy em sẽ thử mã này cho các chị xem. Nào lên một mã váy von này. Von xếp ly tổng rất, von xếp ly rất là đẹp này các chị này. Đây bầu bí bon chen thoải mái. Các chị tầm khoảng từ 47 cân ạ, từ 47 đến 60 cân bao vừa luôn nhá. Hàng này váy này ở váy suông này các chị này. Váy suông siêu tinh luôn. Bên trên là gen nhá. 150k chị nào lấy ạ? Chị Nguyễn Thu váy đen nữa này. Chị Loan Phương màu hồng nhé. Rồi ok, chốt hồng cho chị Loan Phương. Hai cái đen nhé. Hình như cái đấy còn mỗi một cái đen. Cái đấy còn một cái. Đây chị ơi, chị lấy bi đen em mới cầm. Rồi ok, chị Quyên Ngân bi đen em mới cầm này, quá đẹp luôn. Váy này bao nhiêu này? Bán cho các chị 99k. Ui đấy, hôm nay bán rẻ quá luôn các chị ơi. Mọi người chia sẻ nhiều cho nên vui quá bán. 99k này cho các chị chia sẻ lại 5 lần nhá. Cho các chị luôn. Rồi chốt hồng cho chị Loan Phương này. Chốt hồng cho chị Loan Phương nhá. Đúng rồi, chị đổi avatar chị đổi. À chị Vân Anh ấy. Chị Vân Anh chị lấy hoa đen à phải không? Chốt hồng cho chị Loan Phương. Hoa đen kia cơ hết rồi. Đây, ở chị tí nữa bóc cái mã này ra hoa đen này. Đây nha, hoa đen thì em còn cái mã này này các chị này. Hoa đen còn. Vân Anh ơi, còn mã hoa đen này này, cái hoa này đẹp lắm. Quên hết rồi. Mẹ ơi. Nói xem nào. Ê, anh à. Alo. Chị Vân Anh. Em đây chị ơi. Dạ vâng ạ. Vâng vâng ok chị. À bi đen à chị? Vâng vâng. Rồi ok. Vâng vâng ạ, rồi ok chị. Vâng vâng, em hiểu chị. Ok ok đổi rồi. Rồi ok, chị Loan Phương chốt hồng mẹ. Chốt đi cơ. Chị Loan Phương hồng này. Chị Thúy Hà ơi, cái hoa đen kia thì em chỉ còn hoa đen này thôi. Nhìn cái đấy. Đó con lấy thử. Đây ạ, em chỉ còn hoa đen này này chị này. Thôi em đi. Chị lấy bi đen mới cầm rồi ok, chị Nguyễn Ngân bi đen mới cầm này, chốt cho mình váy vàng chưa? Chị Hương Cherry rồi này. Cho chị cái hoa đen em cầm rồi ok, chị Thúy Hà Vũ cái hoa đen em cầm nữa, quá đẹp luôn ạ. 99k này các chị chia sẻ like, hôm nay nhà em bán rẻ lắm. Nên là mọi người nhanh tay nhá, nhanh tay mua hàng nhá. Em cho chị cái vi hoa đen 40, cái vi đen chị có vừa thì cho chị một cái nhé. Chị Nguyễn Thu bảo gì cho chị cái vi hoa đen là nào? Cái bi á chị. Chị Nguyễn Thu ơi, có phải cái bi hoa để cái bi đen này không ạ? Comment lại cho em biết nhá. Nếu mà chị lấy bi đen này, comment bi đen kèm số điện thoại cho em này. Nào các chị ơi, nào lên cho em mã B em đang mặc nào. Mã B em đang mặc nha các chị nha. 150k này, bên trên phần gen của nó rất là đẹp luôn ạ. Chị nào lấy thì comment cho em này, 150k đấy mọi người nhá. Để em chuyển mã. Mẹ vứt cho con cái bi đen ở sau ấy. Thôi để đi mặc thử bi đen cho các chị xem. Thôi cho chị nào một cái bi đen này, chị Nguyễn Ngân hay chị gì đấy? Ừ, chị Ngân Nguyễn. Ok, Ngân Nguyễn một bi đen. À, này này. Để em ngủ nha. Phương Anh đâu nhỉ? Phương Anh đang ở nhà, em đi đi. Tức cháy rồi. Nào, vi vi vi. Ai đưa nhìn sang đây? Bi đen này các chị ơi, tiếp bi đen này. Bi đen rất là xinh mọi người ạ. Bi đen chất vải đẹp lắm nhá, cực kỳ là chảy nhưng mà phải giặt đẹp lắm chứ không phải là cái hàng mỏng tơ đâu, chất xịn cực kỳ luôn, hàng đẹp. Các bạn nhận được ở sau cái váy này 99k siêu rẻ thế nào. Bi đen 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần nào. Chị nào lấy bi đen comment bi đen cho em nha. Số lượng có hạn, em chỉ còn vài chiếc này. Chốt bi đen dành 99k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần nào. Mã này các chị 5556 cân quay đầu mà vừa ok luôn, từ 45 đến 5556 cân quay đầu nhá. Váy đen hoa hồng. Váy đen hoa hồng em hết rồi. Váy đen hoa hồng em hết rồi. Đen thì em chỉ còn hoa này chị này. Chị Hương Đoàn ơi, đen thì em chỉ còn hoa này ạ. Vân Anh Nguyễn lấy chấm bi đen vào. Mặc lại cái hồng. À, hoa đen to em vừa cầm chứ chị không lấy cái bi đen đâu mà. Cái bi hoa màu đen em vừa mặc 40 cân, 40 cân thì mặc hơi rộng chị ạ. 40 cân thì mặc chấm bi thì mặc được. 40 cân thì mặc chấm bi. Hoa đen thì em chỉ còn cái hoa này nhá. Hoa đen đó. Chị nào còn 40 cân mặc thế này. Đây bạn nào 40 cân thì mặc cái bi này. Bi màu vàng bò này đẹp lắm, nhỏ này. Mã bi này nhỏ, bạn nào 40 cân mà cái này thì quá ok luôn nhá. Cái này từ 40 đến 50 cân, nhỏ lắm. Nào chốt bi đen nào các chị ơi, chốt bi đen nào. Bi đen rất là đẹp này, 99k nhá mọi người nhá. 99k chị nào lấy thì comment bi đen kèm số điện thoại cho em ạ. Bi đen kèm số điện thoại nào các tình yêu ơi, bi đen kèm số điện thoại cho em nhá. Siêu đẹp luôn này. Vân Anh không lấy hoa này đâu. Không đi đây. Con đi cất ngay. Cất. Ai của chị có lấy mẫu lấy đâu mà mẹ cho chị ấy. Kệ. Nào chị nào lấy bi đen không ạ? Vâng rồi, ok chị chọn mã khác giúp em nhá. Chị nào lấy bi đen này comment cho em ạ. Để em chuyển qua mẫu khác ạ. Đi mặc mẫu khác cho các chị xem nha. Hoa đen này mình vẫn còn nhá. Hàng này hàng Zara ấy, hàng đẹp lắm luôn ấy. Có mẫu áo phông và chân váy không? Có rất nhiều mẫu áo phông và chân váy nhá. Tú Ly ơi. Đây. Hàng Zara đẹp cực kỳ luôn đấy. Đây, mã này đẹp lắm, mã này tôm da này. Này siêu xinh luôn đấy, đẹp lắm luôn. Đây Vân Anh có lấy màu này không? Vân Anh lấy màu này bạn đẹp lắm luôn này, mình mặc cũng xinh luôn đấy. Đẹp lắm này. Mẫu này đẹp này, nó có hoa vàng ấy, nền đen hoa vàng nên nó tôn da lắm, mặc rất là đẹp luôn. Cho em xem mẫu đi ạ. À. Rồi, Tú Ly đợi một lát nhá. Mình qua mẫu váy rồi chuyển sang các mẫu áo phông với quần sóc giả váy. Nói chung là quá nhiều mẫu đẹp luôn mọi người ạ. À. Rất là nhiều mẫu đẹp. Vân Anh còn ở đây không? Đây là Vân Anh lấy hoa này để cực kỳ đẹp. Đây để đi chuyển qua một cái mã này. Mã váy buộc nơ này rất là xinh cái này. Màu này mình còn có một cái thôi ạ. À. Còn một cái thôi nhá. 99k cho các bạn nha. Bạn nào chốt thì comment là hoa vàng nhá. Bạn nào chốt váy của Ly mặc thì comment là hoa vàng nhá. 99k thôi ạ. Rất là đẹp luôn cho các bạn. Từ váy này phải từ 45 cân đến 55 56 cân là mặc vẫn thoải mái nhá. Cái này phải từ 45 cân chứ 40 cân là nhỏ, bởi vì dáng này nó là dòng suông ấy. Váy này rất là xinh luôn. Có bạn nào chốt váy hoa vàng của Ly mặc không ạ? Em chốt thêm đen hoa vàng và bi đen chị nhé. Rồi ok Vân Anh ơi, cái này đẹp cho chị Vân Anh một cái hoa vàng, một cái bi đen, một cái bi đen. Đây, bỏ chúng tôi. Chị nào lấy hoa vàng hoa trắng em đang mặc này, hoa trắng như em váy trắng thì comment nhá. Váy trắng kèm số điện thoại cho em. 99k đấy các chị nhá, quá rẻ luôn, rất là đẹp này các chị yêu này. Đấy, bên dưới xếp chân đuôi cá rất là đẹp luôn, lèo đuôi cá rất đẹp nhá. Chị nào lấy thì comment này, hoa trắng kèm số điện thoại cho em. 99k thôi nhé, em ship code thì đồng giá 30k trên toàn quốc ạ. Ship hỗ trợ ship cho các bạn luôn, rất là rẻ luôn. Các bạn có một sản phẩm rồi chọn từ hai sản phẩm thì ship cũng rẻ lắm. 99k kèm số điện thoại váy mẫu mặc nhá mọi người ơi, comment là hoa vàng nhá, hoa vàng ạ. thế đổi cho chị cái hoa vàng. Rồi ok, chị Hương Doan cho em xin số điện thoại ạ. Hương Doan comment số điện thoại cho mình nha. Hoa vàng này rất là xinh luôn, có một cái thôi, cái này mặc đẹp lắm luôn ấy. Xuông ở dưới gấu của chị nó. Chị nào lấy hoa váy trắng hoa vàng này thì comment là váy trắng kèm số điện thoại cho em với ạ. Để em chốt nha các chị nhá. Hồng nữa chị nhé. Rồi ok Văn Anh nhá. Em cầm đấy. À chị Hương